Đấu đỉnh cao. Trước khi môn cầu lông tại thấy được sự hoàn thiện và nguy hiểm của mình. Theo dõi màn trình diễn của những vận động viên đỉnh cao cũng như là được kiểm chứng chất lượng của ban tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản. Quá đơn giản. Còn có các thành viên của liên đoàn, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là Victor Axelsen có thể tái hiện lại thành tích của một vận động viên rất kỳ cựu của Đan Mạch trước đó hay không. Tình huống điều cầu. Nên nhớ là ở trận chung kết của nội dung đơn nữ, Tai Yu Jing, tay vợt nữ số 1 thế giới, là người cũng đã chủ động trong cả trận đấu trước Chen Shufei của Trung Quốc. Nhưng tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa lại để mất điểm ở rất nhiều những thời khắc quan trọng, và phần lớn là những tình huống một và cách biệt chỉ là một điểm thôi. Rất hay. Chỉ diễn ra trong 2 set đấu mà có thể là 3 set, để phân phối thể lực của mình và không bị cuốn vào lối chơi mà Chen Long đã chọn. Chen Long gặp nhiều khó khăn hơn nhưng đã không thể thành công. Trong 5 cuộc so tài gần nhất thì Axelsen đã thắng tới 3. Những vị trí hiểm khiến cho Axelsen gặp khó. Thì trước trận chung kết đơn nam này, cầu lông Trung Quốc giữa Chen Shufei và Tai Yu Jing. Nhiều lần đưa cầu sâu về cuối sân nhưng cầu đi ra ngoài. Còn vừa rồi là một tình huống rất khó đối với Chen Long. Và thành tích đối đầu trong thời gian gần đây cũng đang là tốt hơn dành cho tay vợt của Đan Mạch.
Rõ ràng là cầu ra ngoài và... Như vậy là khiếu nại chính xác. Và buộc đối thủ phải xử lý hỏng. Đấu đầu tiên trận chung kết này đang tới rất gần với tay vợt của Đan Mạch. Đang là tay vợt nắm giữ vị. Tình huống xử lý đập cầu mạo hiểm như vừa rồi. Cầu ngoan. Rất hiểm. Hạt giống số 4 tại Olympic năm nay. Quá. Có mặt ngày hôm nay ở nhà thi đấu để chứng kiến cuộc so tài này, một cuộc so tài có thể gài cầu khiến cho Chen Long gặp bất ngờ. Gặp khó khăn trong việc chống đỡ. Các trận của mình đều với tỷ số là 2-0. Còn Chen Long có những trận đấu khó khăn, phải khó chịu như là Lee Ji Jia của Malaysia, Cho Tuen Chen của Đài Bắc Trung Hoa. Và ở bán kết là Anthony Sinusuka Ginting của Indonesia. Một động tấn công nhiều hơn và cũng gài cầu khó hơn. Asel Sen của nhiều trận đấu lớn trước đây. Tất nhiên là trận chung kết này có thể còn kéo dài và còn nhiều diễn biến khó lường nữa ở phía trước. Nhưng cho tới lúc này, Asel Sen đã làm rất tốt. Trẻ tuổi hơn, con đường đi tới trận chung kết cũng nhàn nhã hơn rất nhiều. Ý ở trên lưới nhưng không quá nhiều trong trận đấu này so với Asel Sen. Những pha cầu trên dây, một điểm số. Có được những tình huống đập cầu nặng gây khó cho đối phương và cũng không thể điều cầu khó khiến. Ừ.
của Axelsen cũng là rất lớn. Số điểm mà Axelsen có được ở game đấu thứ hai này đã nhiều gấp đôi so với đối thủ. Tokyo theo một cách hoàn hảo nhất với những chiến thắng 2-0. Ở từng nội dung thì khả năng vô địch và giành huy chương vàng của Chen Long chỉ được xếp thứ tư. Cách tấm huy chương vàng 5 điểm nữa. Quá tuyệt vời. Nhiều hơn và có nhiều pha xử lý cầu trên lưới thật hay. Quả thực là Chen Long vàng này với khoảng cách 3 điểm mà thôi. Một tình huống gây bất ngờ với đối phương nữa. Những pha thủ cầu và di chuyển cực hay của Victor Axelsen. Cầu trong sân. Có hay không nếu Axelsen cứ chơi hay như thế này. Ngược dòng cả. Như vậy là cầu vẫn